Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với video tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao. Nhân dịp đầu năm mới thì mình xin chúc tất cả các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đó, tiếp tục cuộc hành trình đưa mọi người đi chơi các lễ hội trên vùng cao. Thì ngày hôm nay mình đang ở một cái lễ hội rất là đặc biệt ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu các bạn ạ. Đó là lễ hội xòe chiêng các bạn nhá, ở bản Bo các bạn ạ. Đây là một cái lễ hội rất là hay, rất là đặc biệt của đồng bào người dân tộc Lự ở huyện Tam Đường các bạn ạ. Bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi chơi cái lễ hội này các bạn nhá. Hiện tại lúc này đang ở lúc 10 giờ kém các bạn ạ. Đó, và chương trình lễ hội đã được bắt đầu các bạn nhá. Và lúc này mình đang đứng ở ngoài cổng này để quay cho mọi người xem cái khung cảnh ở bên ngoài và con đường dẫn vào khu vực lễ hội này như thế nào các bạn ạ. Đó, ngoài cổng thì mọi người vẫn đang tích cực đến lễ hội để đi chơi các bạn nhá. Và mình đã đến đây từ lúc sáng sớm này và đã quay được cái cảnh đầu tiên, đó là cảnh các thầy mo lên sân khấu này xin phép để làm cái lễ đi rửa chiêng rửa trống này, và người ta khiêng chiêng trống đi xuống suối để rửa các bạn ạ. Đấy là một cái nghi lễ rất là hay của lễ hội xòe chiêng năm nay các bạn nhá. Và cái nghi thức đi rửa chiêng rửa trống đấy thì là mình đã ghi được rồi, đã quay được rồi các bạn ạ, và mình để ở phần cuối video các bạn nhá. Còn ở đoạn đầu này thì là mình sẽ quay một vài cái phân cảnh ngắn ở ngoài cổng các bạn này để mời các bạn cùng mình tiến vào bên trong sân khấu và bên trong lễ hội để xem lễ hội năm nay người ta đang tổ chức như thế nào các bạn nhá. Đó, đây là con đường dẫn vào sân khấu các bạn này. Đó, ở ngoài mặt đường thì mọi người vẫn đang tích cực đến đây đi chơi lễ hội này. Đó, người thì đến sớm thì đi chơi sớm, người đến sau thì đi chơi sau. Chương trình lễ hội nó sẽ kéo dài cả một ngày các bạn nhé. Đó, và đây là con đường đi xuống các bạn này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ chữ là lễ hội xòe chiêng. Đó các bạn ạ, rất là tuyệt vời luôn. Một cái lễ hội rất là đặc biệt của đồng bào người Thái này, người Lự này, người Lào ở Tam Đường Lai Châu các bạn ạ. Đó, bãi gửi xe mà hầu như là kín rồi các bạn nhá. Ở đây thì mình có đi một vòng, đi tiền trạm trước rồi, và mình thấy rằng ở đây là một cái lễ hội rất là tuyệt vời các bạn ạ, ở Tam Đường Lai Châu. Ở đây là các bà các cô người Lự này, chào chị nhá. Đấy, đi chơi. Đấy, đi chơi vui này mà. Đấy, các bà các cô người Lự đang đi chơi lễ hội các bạn này, họ đang tập trung ở cổng để chỉnh đốn lại trang phục các bạn ạ, để bắt đầu đi vào chơi lễ hội các bạn nhá. Đây là một cái lễ hội rất là tuyệt vời của đồng bào người Lự này, người Thái này. Em ơi, anh chào em nhá, em có phải là người Thái hay là người Lự em? Em người Lào ạ. Em người Lào. Người Lào à? Thế nào, người nào thì em là họ gì cho anh hỏi một tí, họ gì? Họ Lò luôn. Giống như kiểu người Thái ấy nhỉ? À. Thế nào, quê gốc của em ở đây luôn hay là em lấy chồng bên này hay như nào? À, nói chung là khác xa nhau vẫn cùng huyện. À, thế là em được, đây là con gái em ạ. À? Con à, được hai đứa rồi à? Đó, đây là đồng bào người dân tộc Lào các bạn nhé. Đó, đó người dân tộc Lào các bạn này, đó rất là xinh gái luôn. Đó. Thế là em phải đi một con đường chắc là cũng khá là xa đến đây ấy nhỉ? Vâng, em đi xe. À. Rồi, thế chào em nhá. Sang năm mới chúc em nhiều sức khỏe nhá. Đó, đấy là đồng bào người Lào các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong lễ hội các bạn nhá. Ở trong này người ta đang tổ chức một vài các tiết mục văn nghệ. Các nghi lễ thì là mình nói rồi, là mình đã quay xong rồi các bạn nhá, mình đã ghi hình xong rồi và mình để cuối video các bạn ạ. Đó, tránh tình trạng là các bạn xem các nghi lễ mà cảm thấy là sốt ruột mà chưa biết cái lễ hội này nó tổ chức như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến luôn vào bên trong nhá. À, xin chào. Ở đây thì là có hai lối vào các bạn này, lối vào trung tâm chính của lễ hội này. Đó, và một cái lối đi chơi các bạn ạ. Ở đây thì mình đi tiền trạm trước rồi các bạn ạ. Ở đây thì rất là tuyệt vời. Này, mình đứng ở đây cho các bạn xem này. Ở đây thì các bạn có thể là quan sát được toàn bộ cái khu lễ hội này các bạn nhé. Sân khấu chính thì là ở dưới kia này, rất là nhiều các gian hàng này, các khu vực khác nhau. Còn một chỗ đi chơi để đi xuống suối các bạn này, xuống suối này, qua cầu này, xa bên kia đi chơi những cái con nước
các bạn ạ, những con nước là những cái con mà nó quay quay à, đó. Và bên kia là cánh đồng cũng có rất nhiều con nước và có rất là nhiều những hàng quán, rất là nhiều khu vực vui chơi khác nhau các bạn ạ. Đây là một cái khu vực rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn nếu các bạn đến đây chơi, các bạn mới cảm thấy được cái bầu không khí đây nó rất là không biết từ nào để diễn tả, nhưng mà nó rất là khác biệt so với bên Bắc Hà này, bên Simacai, bên Mường Khương hoặc ở bên Sapa, hoặc là ở bên Tả Leng cũng thuộc Tam Đường đi. Đây là bên Bản Bo các bạn ạ. Đó các bạn thấy chưa? Một bầu không khí rất tuyệt vời mà cái bối cảnh ở đây nó rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nó có một cái dòng suối rất là thơ mộng hiền hòa, tựa như những mái tóc của những người con gái ở vùng Xuân Cước đang độ tuổi là 18-20. Đó, dòng suối đang chảy rất là êm, rất là mượt các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt các khu vực các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mời các bạn đi vào khu lễ hội chính đi, xong đó chúng ta sẽ đi sang bên kia suối. Đó, hôm nay là một chương trình. Xin chào các em người Mông nhá. Chào các em. Đó, đây là khu vực cổng chính các bạn này. Cổng chính hiện tại lúc này là đang tắc đường, rất là nhiều các phương tiện đang bắt đầu di chuyển đến khu vực này để đi chơi các bạn này. Người đi đến sớm rồi thì là người ta có chỗ rồi, còn người đi sau thì người ta đang tìm chỗ để vào các bạn ạ. Đó, giống như tất cả các lễ hội khác thôi, thì là thường tập trung rất là đông người đến đây để đi chơi lễ hội. Và khu ngoài cổng này là một khu đông nhất, người ra người vào và các lực lượng chức năng đang phải làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tránh bị tắc đường các bạn nhé. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong lễ hội đi. Đây bạn này, lễ hội xòe chiêng các bạn ạ. Đó, các bạn nào mà thích xem xòe thì các bạn có thể vào video của mình, cái lễ hội xòe Mường Bo ở bên Sapa các bạn ạ. Trước mình quay bạn xem đấy, rất là nhiều các chương trình ở cái lễ hội xòe đấy. Đó, rất nhiều các cô gái đang múa xòe các bạn ạ. Đây là con đường dẫn vào các bạn này, và mọi người đang đứng ở bên trên này rất là đông, rất là nhiều để xem văn nghệ này. Đó, tiết mục văn nghệ thì mình cũng có ghi được một vài tiết mục văn nghệ các bạn ạ, mình để cuối video các bạn nhé. Đó, lúc trước thì mình đứng ở khu vực cổng đường dẫn vào lễ hội các bạn ạ. Đấy là một con đường, còn bên này cũng là một con đường khác các bạn nhé. Đây cũng là một con đường dẫn vào lễ hội các bạn này, và hiện tại bây giờ đang tắc đường. Bây giờ lúc này đang tắc đường các bạn này, rất nhiều các phương tiện xe máy rồi là người đi bộ đang cố gắng để vượt qua cái cầu này các bạn này. Đó, để đến vào khu lễ hội các bạn nhá. Các bạn thấy ạ, các bạn thấy được rằng là lễ hội vùng cao rất là hay và rất là thu hút rất là nhiều người đến đây để đi chơi lễ hội các bạn này. Đó, thu hút hàng ngàn người, hàng ngàn người kéo nhau đến lễ hội các bạn nhá. Đó các bạn ạ, rất là nhiều hướng, mọi ngả, mọi ngóc ngách, mọi bản làng đều kéo nhau về cái lễ hội này các bạn nhé. Đó, lúc này là đang tắc đường các bạn ạ, phải đợi một lúc khá là lâu để có thể qua được cái đoạn đường này để sang bên khu vực lễ hội các bạn nhé. Và lúc này thì mọi người đang đến đây rất là nhiều các bạn này, đằng sau đằng trước cực kỳ là nhiều người, người ta đến lễ hội để đi chơi các bạn ạ. Đó, các bạn thấy là vùng cao, các bạn thấy là vùng cao cực kỳ là khác biệt, đặc biệt là những cái dịp lễ hội trên vùng cao thu hút rất là nhiều người đến đây đi chơi các bạn nhé. Đó các bạn ạ, các bạn thấy chưa, đường dẫn vào lễ hội các bạn ạ. Đây, bây giờ chúng ta đang tiến vào khu vực sân khấu các bạn này. Đó, sau một lúc di chuyển thì bây giờ mình đã đến sân khấu rồi các bạn nhé. Đó, ở đây thì người ta đang tổ chức một số các tiết mục văn nghệ như là múa hát các bạn này. Đó, để khai mạc cái lễ hội xòe ở xã Bản Bo các bạn ạ. Đó, đây là một vài tiết mục văn nghệ người ta múa hát các bạn nhé. Đó, các bạn thấy được rồi, là sân khấu ở đây thì người ta làm cũng rất là đẹp, rất là hoành tráng để phục vụ cho cái lễ hội năm nay các bạn ạ.
Rồi sau khi mà đi xuống khu sân khấu thì các bạn biết được rồi. Sân khấu người ta bố trí rất là hay, rất là đẹp các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang nhánh bên này các bạn nhé. Nhánh bên này gọi là nhánh đi sang suối các bạn này. Ở đây người ta có ghi là bản du lịch cộng đồng. Đó là Phương các bạn ạ. Đó các bạn thấy chưa? Ở bên này thì cực kỳ là hay, cực kỳ là đẹp. Như lúc trước mình có đứng ở đoạn trên này này, mình có nói có qua ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến sang khu bên này các bạn nhé. Khu bên này suối với rất nhiều các khu vực đẹp các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Rất là nhiều người đang đi chơi này. Người thì đến lâu rồi, người thì giờ mới đến các bạn nhé. Đấy, và cờ cắm rất là nhiều ở khu vực này luôn. Rất nhiều người cũng đang chuẩn bị qua suối các bạn. Ở đây có một cái cầu treo các bạn ạ. Đó, rất là nhiều người đang tập trung ở khu vực này. Đây là một cái khu vực khá là hay, một cái điểm vui chơi này. Rất nhiều các bạn nam, bạn nữ đến đây đi chơi các bạn nhé. Đó, đi chơi, chụp ảnh ở cái khu vực này luôn. Và bên cạnh này là người ta đang chơi trò chơi ném non nước các bạn này. Đang chơi trò chơi ném non nước. Rồi cái này thì tí nữa quay lại sau bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng nhanh bước chân để sang khu bên này. Nhưng mà trước khi sang mình sẽ ghé qua đây một chút bạn này. Đây có một cái nhà hàng rất là đẹp. Ở đây có một điểm view rất là đẹp. Đây có một điểm view cực kỳ là đẹp bạn ạ. Đó các bạn này có thể thấy là bên kia thì là sân khấu này các bạn này, vẫn đang múa hát. Còn bên này thì là một con suối. Đó các bạn ạ, dưới đây cũng có một cái nhà khác với rất nhiều mâm các bạn này. Đó, rất nhiều mâm phục vụ ăn uống ở đây các bạn nhé. Đó, vừa ăn vừa ngắm cảnh các bạn này, đẹp chưa? Rất là tuyệt vời các bạn ạ, đây một cái điểm hay cực kỳ luôn. Và cái khu bờ suối kia thì là cái khu đấy, thì là khu làm lễ, thì là mình đã quay được rồi và quay cái làm lễ rồi. Mình để cuối video các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng sang cái khu bên này. Trước khi đi thì chúng ta đang đứng ở một cái nhà sàn có cái tầm view rất là đẹp các bạn ạ. Nhìn xuống suối, nước suối thì là trong vắt các bạn ạ. Con suối ở Tây Bắc thì trong đẹp, gió thổi lồng lộng các bạn này. Hiện tại bây giờ gió thổi rất là mạnh các bạn ạ, mát cực kỳ luôn. Đó, tuyệt vời các bạn này. Đó, một cái điểm hết sức là tuyệt vời. Đây là một cái nhà hàng người ta đang tổ chức ăn uống đây các bạn ạ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình để đi săn cái suối đi chơi các bạn ạ. Đưa mọi người đi chơi suối, chơi những cái con nước rất là đẹp. Và những cái con nước này nhiều nhất ở Tây Bắc, nhiều nhất ở miền Bắc luôn các bạn ạ, không phải Tây Bắc nữa mà nhiều nhất ở miền Bắc. Đó, cầu đang rất là đông người nên là người ta phải hạn chế người đi qua này, đi từng từng nhóm một các bạn ạ. Không phải là đâu. Đó mình sang bên này các bạn ạ. Giờ lâm cái gian nước còn giặc bớt quá có đủ tủ vắng vắng. Cầu này nó là cầu treo nên là người ta chỉ cho một số lượng người qua, có số lượng người đi qua cầu là hạn chế các bạn ạ, mỗi lần đi tầm khoảng là 20 người các bạn nhé. Đó, bởi vì là cầu treo mà. Xin chào nhá. Gái Thái thì cực kỳ là xinh các bạn này. Nào các bạn thấy chưa? Mình đang ở trên cầu các bạn này. Rất là tuyệt vời các bạn ạ, gió mát vi vu luôn. Đó, mình đang đi trên cầu các bạn ạ, và đằng sau còn có rất là nhiều người đi cầu các bạn nhá. Đó. Cầu treo rất là tuyệt vời luôn. Đó.
đi sang bên bên này con suối các bạn này. Đó. Thử đi lùi một đoạn xem nào có ok không. Bạn hãy lên trên này một lần để trải nghiệm cái bầu không khí trên này các bạn ạ. Một cái điểm đi chơi rất là tuyệt vời, rất là hấp dẫn. Xin chào nhá. Đó, sau một lúc di chuyển thì mình đã sang bên này rồi các bạn này. Đó, sang bên này thì lại có hai hướng đi cơ. Thì bây giờ không biết đi kiểu gì các bạn nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đi chỗ nào là hay nhất, hấp dẫn nhất các bạn nhé. Cứ đi thẳng các bạn ạ. Cứ đi thẳng các bạn nhá. Xong rồi tí nữa quay lại cái mạn bên này này. Đó, mạn bên này cũng rất là hay luôn. Ở đây thì là người ta có một cái nhà để xe này các bạn này. Đó. Nhà để xe. Và bên dưới này nó cũng có một con đường dẫn xuống cái vùng nước. Tí nữa chúng ta sẽ đi sau đi. Bây giờ mình sẽ đi theo mọi người này. Mọi người đi đâu thì mình sẽ đi đấy các bạn nhé. Đi theo mọi người. Những cái chỗ nào đông người các bạn ạ. Đó, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đây là một cánh đồng. Cánh đồng lúa này các bạn này. Không phải. Đó, và bên cạnh này là có những cái quán thắng cố. Người ta tổ chức ăn uống ở đây các bạn này. Chương trình lễ hội là kéo dài trong vòng 2 ngày các bạn ạ. Đó. Và người ta sẽ tổ chức ăn uống ở đây các bạn nhá. Vâng. Đó, người ta đang vây vẫy gọi uống rượu các bạn ạ. Nhưng mà thôi. Vào quay các anh ấy uống rượu là kiểu gì là cũng bị ép uống. Mà tốt nhất là chúng ta sẽ đi chơi các bạn ạ. Đó. Sang bên này các bạn này. Đó, sang bên này là con đường đi. Khu này là những khu vui chơi các bạn ạ. Khu vui chơi còn nước. Rất là tuyệt vời các bạn ạ, rất là đẹp luôn này. Bên này người ta đang chơi bầu cua tôm cá các bạn ạ. Đó. Vui chơi giải trí. Có phần thưởng các bạn ạ. Đó. Ở đây thì người ta dựng nhiều những cái lều quán nhỏ nhỏ này. Lều quán nhỏ nhỏ để trông xe ăn nhé. Đó, những cái quán bầu cua tôm cá rất là đẹp. Đó, đây cũng thế này, đây là cũng là một cái khu chơi bầu cua tôm cá rất là đẹp. Bên này là một khu vực khác biệt hoàn toàn so với bên sân khấu các bạn nhé. Nhắc lại với các bạn là những tiết mục văn nghệ này, những tiết mục xòe nổi tiếng của người Thái thì mình đã ghi lại rồi và mình để ở cuối video các bạn nhé. Đó. Và bây giờ chúng ta đang đi chơi ở khu bên này các bạn này. Khu bên này là khu chơi bầu cua tôm cá ở một cái cánh đồng rất là đẹp các bạn ạ. Đó, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Một bầu không khí rất là tuyệt vời và không khí rất là mát trong lành các bạn ạ. Không khí trong lành cực kỳ luôn. Gió thổi thoáng mát. Đó, các bạn ạ, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển ở đây các bạn này. Bây giờ mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những cái còn nước các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đứng ở trên cao này để có cái tầm view, tầm quan sát rất là đẹp. Ở đây đếm sơ sơ qua xem nào, 2, 4, 6, 8, 10. Ui, nhiều lắm các bạn ạ, cực kỳ là nhiều luôn. Chúng ta sẽ đi ở trên cao này một đoạn nhá, xong rồi chúng ta sẽ đi xuống khu vực thấp thấp này để đi chơi các bạn ạ. Đi chiêm ngưỡng những cái còn nước này. Sau đó là chúng ta sẽ về cầu các bạn nhá, về cầu. Rồi đi một số còn nước bên đấy. Ở đây thì là không có quá nhiều những cái trò chơi như là bóng phi bóng này hay là những trò chơi khác. Ở đây người ta chủ yếu là chơi bầu cua tôm cá các bạn ạ. Dân ở đây rất là máu luôn đấy. Chơi tôm cá rất là nhiều. Rồi những quán nước các bạn này. Đó. Quán nước xúc xích này các bạn này. Đó. Chào em nhá. Bán xúc xích à? Đó. Bán xúc xích để đồ ăn vặt. Xin chào nhá. Đây.
À, chào các bạn trẻ nhá. Đây bọn em đang ăn cái gì đây? Đang ăn salad ngon lắm chú. À, ăn salad à? À. Đây chắc là còn ít tuổi, học lớp mấy rồi em? Lớp 9. À. Rồi. Một nhóm các bạn đang ăn uống ở đây. Đó. Đi chơi vui không em? Em này đi chơi vui không? Em này. Em này bao nhiêu tuổi rồi? À. Có người yêu chưa? Em chưa mời trông rồi ạ. À. Làm gì mà. Thế là bọn em chắc là vẫn còn đi học đúng không? Vâng. À. Chú bạn giáo chưa trang điểm, chú lát quay. À. Rồi, thế cứ trang điểm mấy tí nữa quay lại nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp quần này. À. Xin chào nhá. À. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển các bạn này. Ở đây là có cái trò phi số này, số to số nhỏ đó, số to số nhỏ trúng thưởng giống như các lễ hội khác, chúng to chúng nhỏ, nói chung là cứ cộng số với nhau ấy, mà được mặt to mặt nhỏ thì là trúng tiền các bạn ạ. Đó, trò này phi khá là khó các bạn ạ. Đấy, đây xem các anh ấy phi nào. À, khu vực chơi những trò chơi phi tiêu số to số nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta đang đến một cái con cầu con này. Đấy, các bạn thấy là những cái con nước đẹp tuyệt vời chưa? Đấy, sau một lúc di chuyển thì chúng ta đã đến những cái khu vực con nước này quan nhá. Đó. Ở đây cái con nước này thực ra là người ta làm như này để vừa làm du lịch này, vừa làm để cho nước nó lên ruộng các bạn ạ. Đây. Các bạn thấy nhá. Các bạn thấy là cái con nước này thì là người ta có những cái ống nước kìa. Nước sẽ chảy vào cái máng đấy, chảy vào cây tre này, xong là chảy ra ruộng qua này. Đó, mục đích là để cung cấp nước cho ruộng các bạn ạ. Đó các bạn, mục đích là cung cấp nước cho ruộng nhá. Đó, những cây tre này người ta đục những cái mắt của nó để thông này, nước mới chảy được. Tuyệt vời các bạn ơi. Đó, bây giờ mình muốn đứng ở cái tầm cao cao này, các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ luôn này, nhìn bao quát những cái con nước này, thậm chí là người ta còn cho vào những ống xanh xanh này các bạn này, ống nhựa đen này đấy, để dẫn nước sang những cái tràn ruộng bên kia các bạn ạ. Đó, mục đích của những con nước này là như vậy, vừa làm du lịch này cho đẹp này, vừa làm để dẫn nước các bạn ạ. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Vừa đấy là đi ở đoạn kia thì mình đi ở tầm cao cao để bạn có thể quan sát thấy. Bây giờ là chúng ta sẽ xuống nha. Giờ chúng ta sẽ xuống dưới này. Giờ chúng ta sẽ xuống dưới này các bạn này. Đấy, những cái con nước này. À, rất là tuyệt vời luôn. Ở đây là một cái điểm mà người ta chụp ảnh rất là nhiều tại khu vực này các bạn này. Đó. Đó, mọi người đến đây là đi chơi, đi chụp ảnh. Người dân tộc mình là người Lào hay là người Lự ở chị? Người Lào luôn à? Đó, người dân tộc Lào. Đó, đây có bạn là bạn nữ nào này. Đó, thấy chưa, những cái con nước này khi mình đứng gần như bạn này, nó rất là to luôn các bạn ạ, to lắm các bạn nhá. Cái này để xem nào, cái này là có một cái trục bằng gỗ này, và bên trong trục người ta có những cái cây vầu các bạn ạ, cây vầu làm như kiểu làm cái lăn hoa ấy. Áp sát các bạn ạ. Đó, lan hoa của nó bằng cái vầu này các bạn này. Đó, và đan
và có những cái chân vịt đan bằng tre đó, và có những cái ống nước mục đích là để múc nước con này đó, ống nước người ta làm cho chéo con kìa đó, cho chéo kia thì khi lên thì nó mới không bị chảy, và khi lên cao này, lên cao bắt đầu nó mới nghiêng nghiêng này đó, nó nghiêng nghiêng xong rồi nó mới chảy vào cái hệ thống máng kia đó, máng này xong rồi nó mới chảy vào cái ống nước này bằng cây tre bạn này đó, xong rồi dẫn sang ruộng đó. Người ta làm cái này là khá là công phu, khá là cầu kỳ các bạn ạ. Lần đầu tiên là mình cái này thì mình cũng nghe nói nhiều nhưng mà chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Hôm nay là mình mấy bạn cùng mình đi chơi cái con nước này, một cái con nước rất là tuyệt vời ở trên vùng cao Tây Bắc các bạn ạ, ở Tam Đường Lai Châu các bạn nhá. Đó, và đây người ta có cái con đường dẫn đi các bạn này. Mọi người vẫn tiếp tục chụp ảnh ở khu vực này, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Cái con nước này thì thực ra thì nó cũng không phải là màu sắc nổi trội đâu, nó là bị theo thời gian nó có rong rêu ấy, nó cứ đen đen các bạn ạ. Thì thế là nhiều người ta vẫn đến đây chụp ảnh bởi vì nó khá là khác lạ các bạn nhé. Các bạn ạ, đó, đây là cái cầu này dẫn sang khu bên kia. Bây giờ mình sẽ đi hết một loạt các bạn nhé, đi hết một loạt sang bên này. Đó, các bạn thấy chưa, nhiều chưa, nó có tiếng kêu các bạn này. Ôi, như kiểu là nó lặng quá xong rồi nó có tiếng kêu ấy. Đây là cái trục lăn hoa của nó các bạn này, đấy, cái trục này đó, trục này nó bị áp lực nước và xong rồi nó mòn dần theo thời gian năm tháng các bạn này, nó mòn dần này. Đó, như cái gỗ nó mủn ra rồi này, đó như kiểu dạng mùn cưa ấy, và nó có tiếng kêu rất là hay các bạn ạ. Đó, vừa nãy là đứng trên cao, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới này. Ôi, nhiều thế nhở. Rất là nhiều các bạn ạ. Nhiều lắm, và ở đây nó tầm khoảng, ôi, biết bao nhiêu mà kể các bạn ạ. Ôi này, đi có mà mỏi chân. Nó tầm khoảng 30-40 cái các bạn ạ. Đó, cực kỳ là nhiều luôn. Và nó cứ kéo dài như thế này này, các bạn này. Tuyệt vời chưa, các bạn hãy lên trên này một lần để đi trải nghiệm những cái con nước này. Rất là đẹp các bạn ạ. Và để có hệ thống nước như này, người ta phải đắp đá các bạn này. Đắp đá thì mới có nước, nó mới dâng vào những cái cánh quạt này các bạn nhé. Đó, đắp đá ở bờ suối các bạn nhé. Đấy, nước ở đây nó cao hơn bờ suối à, thì nó mới có đủ nước để nó vào những cánh quạt này. Ôi, đi mãi là chưa hết các bạn ạ, nhiều vô cùng luôn. Và rất nhiều các bạn trẻ đang lội suối để chụp ảnh các bạn nhé. Đó, thôi bây giờ mình chỉ đi đến đây được các bạn nhé. Nó cứ sàn sàn như nhau, giống nhau này, tầm khoảng 40 cái các bạn ạ. Khu vui chơi ở bên bờ suối rất là tuyệt vời luôn. Đây mới là khu vui chơi chính các bạn này. Sân khấu ấy chỉ là một cái khu người ta biểu diễn văn nghệ thôi và tuyên bố chương trình, còn đây là khu chơi chính các bạn này. Đó, thôi bây giờ chúng ta sẽ sang bên kia suối các bạn nhá. Đây là cái con cầu để dẫn sang các bạn này. Cầu dẫn xa này người ta bố trí là có những cái bông lau này rất là đẹp, và có những cái giỏ tôm này. Đó, chúng ta sẽ nhanh chân đi sang khu vực này các bạn nhé. Các bạn này, một cái con cầu bằng tre các bạn ạ, không phải là cầu treo bằng sắt nữa mà cầu treo bằng tre. Và mọi người đến đây chụp ảnh rất là nhiều cái khu vực này luôn này. Đó, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Lần đầu tiên là mình sang bên này, sang cái khu vực này để quay phim cho bạn xem. Đó, hay chưa bạn ơi? Bên này thì là một loạt những cái quán ăn, những cái gian hàng ăn, uống, phục vụ hết bên này các bạn này. Đó, bên kia thì cũng có vài quán phục vụ thôi, nhưng mà bên này mới là nhiều các bạn này.
bên này mới là khu chính để ăn uống các bạn nhé. Các bạn thấy chưa, những cái con nước kìa. Ở đây là người ta đang nướng gà bên này, nướng gà ui. Gà thơm phức luôn các bạn ạ. Các bạn hãy tưởng tượng rằng mình đang ở khu vực này đi các bạn ạ. Các bạn thấy là ở ven suối này, vừa được ngắm những cái con nước chảy rất là đẹp, rất là ấn tượng. Có con cầu treo đi qua này. Và thưởng thức cái bầu không khí rất là trong lành, mát mẻ, gió thổi vi vu. Và ăn những cái chú gà nướng này thì rất là tuyệt vời. Uống rượu đặc sản Tây Bắc nữa thì là quá là ngon. Đó, cảnh như kiểu trên tiên giới các bạn nhé. Không khác gì tiên cảnh các bạn ạ. Gà nướng ở đây thì rất là ngon các bạn ạ. Đó, các bạn thấy là nhìn khói nó đang thổi, đang bay này. Đó, chứng tỏ gió đây rất là mạnh các bạn nhé. Gió mát lắm. Đó, và bên này các bạn này, chúng ta sẽ đi hết một lượt cái dãy này các bạn ạ. Chương trình của chúng ta là hơi bị dài các bạn nhé. Đó, đi hết cái dãy Hàng Ăn này xong rồi chúng ta sẽ xuống suối chơi. Ở đây là các cô ấy đang nướng cá này. Chào chị nhá, nướng cá à. Đó, đang nướng cá. Cá này cá bắt ở dưới suối luôn đấy nhở. Đó này, cá bắt ở dưới suối luôn các bạn ạ. Bắt dưới suối xong rồi nướng trực tiếp ở đây luôn. Nướng bằng than củi các bạn nhá. Đây các bạn này, củi gỗ này. Củi gỗ này. Đó, nướng ở đây luôn. Chứ không phải là củi công nghiệp đâu các bạn nhá. À, đây là bánh gì? Đây là bánh gì đấy? Rêu đá. Rêu. Ăn thử là như nào? Rêu đá. Rêu đá à? À, những cái rêu đá xong rồi nướng ăn. À, hiểu rồi. Ngon lắm. À, rêu đá là lấy ở suối suối luôn à? Trong suối này á. Đây suối luôn. À, đây là rêu đá. Tức là những cái rêu người ta lấy ở viên đá ở bờ suối. Xong người ta nướng lên ăn con này. Để mình xem một tí nào. Đây bạn này nó có màu xanh nhưng mà này, rêu thì bao giờ có màu xanh. Đó, người ta nướng lên này. Cái này là nướng cùng với gì hả chị? Luống cò cán có tính. À em ơi, cái này là nướng rêu với cái gì? Cho cái gì vào nữa không? Rêu hành này cho gia vị vào với cả nướng ăn. À, rêu này, hành này, một số gia vị nữa. Người ta nướng lên, gọi là món rêu đá các bạn ạ. Đó, món trên này rất là lạ luôn các bạn nhá. Ớt nướng rồi, ớt nướng các bạn này, đó người ta đang nướng ớt đây, thơm phức luôn. Giờ là chúng ta sẽ đi dọc cái dãy này các bạn này, đó đây là cái dãy mặt tiền các bạn nhá. Dãy mặt tiền các bạn thấy là có những cái lều này người ta lập bằng bạt này, và bên trên là phủ rơm các bạn nhá, cho nó mát, nếu mà bạt không thì cũng khá là nóng. Ta lập lập rêu lên đó. Chào hai chị em nhá, mình là người Thái đúng không? À, người Thái thì là có trang phục áo này, váy này, áo màu trắng và váy màu đen như này, khác hẳn với dân tộc Lào nhỉ. Bạn em là có là người đây hay là người ở đâu đến này em? Em ở thành phố ra. À, thành phố Lai Châu. À, ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng các bạn nhá. Đấy, có những cái lều rất là đẹp luôn, vừa ăn vừa ngắm cảnh các bạn này. Đó, các bạn hãy tưởng tượng là mình đang ở khu vực này đi các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, ngắm những cái con nước này, ngắm người đi lại này, và thưởng thức bầu không khí rất là trong lành, rất là mát mẻ ở khu vực này. Đó, rất là nhiều khách du lịch người ta đến đây mang ba lô quần áo này đến đây đi chơi 1-2 ngày sau đó về các bạn ạ. Đó, các em nhỏ là theo gia đình này. Khu này là khu đặc biệt các bạn ạ, khu chuyên ăn uống các bạn nhé. Đó, khu này là khu chuyên tổ chức ăn uống. Còn cái khu chính bên kia thì là không có hàng ăn mấy các bạn ạ, chủ yếu là những hàng ăn vặt vặt thôi. Ở đây các bạn này, bán kem bạn này, có cả những cái tủ lạnh này bạn này, tủ lạnh như để bán kem rồi bán những cái đồ mà lạnh ấy, như là bia lạnh này các bạn này. Đó, trời nó cũng không phải là quá là rét mà cũng không phải là quá là nóng, nó rất là mát mẻ của mùa xuân đấy.
và người ta đang uống bia các bạn này. Đó, mình cũng thấy bia mình cũng thèm thèm lắm các bạn ạ, đang nóng với cả người, nhưng mà công việc mình không uống các bạn nhé, uống thì lúc khác tối uống các bạn này, thấy chưa, rất là đông người đang đến đây để ăn uống các bạn này, cực kỳ là đông luôn. Đó, như kiểu là chợ phiên các bạn ạ, chợ phiên này những cái gian hàng ăn thì nó nhiều như đám cưới, còn ở đây thì là cũng thế các bạn này. Rất tiếc là trong này không thể đi vào giữa được, trong này người ta đang bố trí những cái mâm ở giữa những cái sạp này và không có lối đi, chỉ đứng bên ngoài quay các bạn thấy là cái khu vực này đâu các bạn ạ, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đó, bên ngoài thì là mọi người vẫn đang bên ngoài là khu chế biến đó các bạn ạ, bên ngoài là khu chế biến, còn bên trong là khu ăn uống các bạn này, thấy chưa, bên ngoài là mỗi một quán này, mỗi một quán lớn thì là cái chỗ ăn uống của họ là bên trong kia đó, đây là quán nhà mình thẳng bên trong này phải không? Vâng. Đấy quán của mình là thẳng bên trong đây, trứng gà này, gà ngon nhá, đây tuyệt vời đấy, nếu mà cái than này nó mới đảm bảo chất lượng này, nó mới thơm. Gà bản, những con gà bản đang nướng, gió đây khá là mạnh các bạn ạ, cơm nam rồi này, cơm nam ống lứa các bạn nhá, đó phục vụ cho khách luôn, rồi là măng vầu lướng các bạn này, măng vầu lướng, cá lướng các bạn này, đó măng vầu lướng thì măng các bạn thấy trước mình quay nhiều cái clip ở chợ, nhiều video ở chợ thấy là măng vầu ấy, còn đây là người ta lướng luôn các bạn này, bóc ra chấm ớt. Đó, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Mọi người mà sau khi mà đi chơi ở bên khu sân khấu xong này, khu bờ suối này, người ta sẽ vào đây ăn uống các bạn này. Đó. Vào đây ăn uống. Đó. À, rất là nhiều người đến đây người ta ăn uống ở đây các bạn nhá. Đó. Tuyệt vời chưa? Các bạn hãy tưởng tượng là mình đang ở khu vực này đi các bạn ạ, đang ở khu vực này. Đó. Ăn ở khu vực này thì rất là mát. Ôi, dài lắm các bạn ạ, cái đoạn này nó phải đến 500 mét. Đó, những cái mái được lập bằng rơm này, bằng danh nhé các bạn này. Đấy, rất là dài luôn, chúng ta sẽ đi lên trên này các bạn nhé. Đó, khu trên này thì vắng khách hơn các bạn ạ, khu trên này là ít khách hơn. Đông khách nhất là khu cầu. Khu cầu thì sẽ là nhiều khách hơn bởi vì người ta đón khách ở ngay cầu ấy. Còn ở khu trên này là vắng lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra bờ suối chơi đi. Đó. Rất nhiều những hàng ăn vặt ở khu vực này. Đấy. Ở đây người ta làm kiểu này khá là hay các bạn ạ. Đấy. Đó, rất là nhiều những các bạn trẻ này đến đây đi chơi chụp ảnh. Con gái Thái thì cực kỳ là trắng luôn các bạn ạ. Ở đây là cái lều cuối cùng các bạn nhá, mình đi từ lúc đến giờ là từ cái lều đầu tiên này. Từ cái lều đầu tiên giờ đến cái lều cuối cùng luôn rồi. Đó, và mọi người đang ăn uống ở đây các bạn nhá. Đó. Sạp này. Thế cái này có đến khi mà có khi nào nước có dâng lên đây không hả mình? Có lắm. Đến mùa nước phải dỡ này về hay như nào? Phải dỡ cái lều đi á. À, thằng bấy thì phải dỡ. Hết 30 cái tư. Hết 30 tháng 4 là dỡ đi rồi. Và để đến nước sẽ to, nước sẽ dâng lên à? Nước nó cuốn bay đi luôn đấy nhỉ? À, thật không? Có thật không? À, ngập đến đường rồi đấy. À, ngập đến đường luôn á? Ồ, người ta bảo là chơi cái này thì đến 30 tháng 4 rồi là phải dỡ hết những cái lều quán đi này các bạn này.
Xong rồi đến tầm mùa mưa thì nó sẽ ngập tận đường luôn. Ngoài đây là khu này, khu đi chơi bạn này, khu này là khu bờ suối nhá. Rất nhiều các chị em đến đây để chụp ảnh ở đây bạn này. Rất nhiều các chị em chụp ảnh ở bờ suối này. Tuyệt vời bạn ạ, một chỗ đằng kia còn có mấy cái mảng nữa cơ. Chỗ này là người ta ra đây chụp ảnh đẹp nhất. Có cái những cái còn nước còn này. Tuyệt vời cho bạn ạ. Rất là tuyệt vời, mọi người đang đến đây để đi chơi chụp ảnh tại cái khu vực này. Chào em nhá. Em ơi, em có thể cho mọi người được biết là em tên là gì được không? Tên là Lan ạ. Em tên là Lan. Đó, một cô gái. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 17 ạ. 17 tuổi. Đó. Một cô gái tên là Lan, đẹp như kiểu là một đóa lan. Đẹp như là một đóa lan rừng ạ. Rất là ngây thơ trong sáng. Thế là Lan năm nay em nhà em ở. Thế là nhà em ở đâu hả em? Nhà em ở Tân Nguyên ạ. Nhà em Tân Nguyên. Dạ. Tân Nguyên cách đây là cũng không phải là quá là xa đâu nhỉ? Vâng ạ. Chắc là 20 cây đúng không? Vâng ạ. Đấy. Ôi, con gái Tân Nguyên xinh nhỉ? Lúc trước thì anh cũng có gặp một hai người hỏi ở đâu thì người ta cũng bảo là ở Tân Nguyên. Vâng ạ. Vùng đất đấy thì là nhờ cái không khí này rồi là nguồn nước thì là tạo ra những người con gái xinh nhỉ? Vâng ạ. Thế này em năm nay còn đi học không hay như nào rồi? Em vẫn đi học ạ. À, em vẫn đi học. Thì là nếu mà 17 tuổi thì chắc là học 12 hả em? Vâng ạ. À, đang học 12, thế em cũng học ở Tân Nguyên luôn à? Vâng ạ. À, thế là hôm nay đi chơi thì là em đi chơi cùng mấy người? Em đi cùng 4 người ạ. 4 người nè? Vâng. Đó. Thế là có người yêu chưa? Em chưa ạ. Đấy. Thế là nhân cái dịp lễ hội này thì là nếu như mà em muốn có người yêu thì chắc là tìm cũng dễ đấy nhỉ? Rất là nhiều chàng trai theo đuổi, còn nếu mà chưa muốn có thì là cứ tập trung vào công việc nào đó là học tập. Đó, thế là em có mơ ước sau này mình sẽ làm nghề gì không? Em cũng chưa dự định được ạ. À, chưa dự định được. Rồi sang năm mới chúc em nhiều sức khỏe nhá. Và em đang đi học nghề, chúc em học tập tốt nhá. Rồi chào em nhá. Vâng ạ. Chào em, xinh quá. Chào em gái nhá. Vâng, em chào anh ạ. Em có thể cho mọi người được biết là em tên là gì và đến từ đâu vậy? Em tên là Oanh, em ở Tân Uyên Lai Châu ạ. À, ở Tân Uyên à? Vâng. Tân Uyên thì cách đây là cũng tầm khoảng 20 cây đấy nhỉ? Dạ vâng ạ. À, cũng khá là xa đấy. Thế là hôm nay em đi chơi cùng bạn hay là đi cùng ai? Em đi với bạn em ạ. À, có đông bạn không? Em đi có 3 người thôi. 3 người bạn luôn. À, dạ vâng. Thế là đây này đi chơi lễ hội này. Thế là chơi lễ hội ở đây thì năm nào cũng tổ chức ở em hay là như nào? Dạ không ạ. Mỗi năm là sẽ diễn ra một lần ạ. À, mỗi năm mình sẽ diễn ra một lần. Vâng. Đó, em thấy là lễ hội năm nay em thấy là có vui hơn lễ hội năm ngoái không? Có, em thấy năm nay là vui hơn năm ngoái. Ờ, năm nay là vui hơn nhiều nhỉ. Rất vâng. Là đông người đến đây đi chơi. Năm ngoái em có đi không? Năm ngoái là em không ạ. À, năm ngoái em không về quê ăn Tết. À, năm ngoái là về quê ăn Tết. Ôi, thế là em không phải người thế này à? Em không phải người khu này nhưng mà em sinh sống tại Lai Châu luôn. À, em ở bên Lai Châu. Vâng ạ. À, về bên đấy là ăn Tết xong là sang bên này chơi. Thế là hiện tại bây giờ là em còn đi học không này hay là làm công việc gì rồi? À, em hiện tại là đang học về spa. À, học làm đẹp nhỉ? Yeah. Rồi, thế thì bây giờ là lịch trình bọn em đi chơi ở đây này. Hôm nay chương trình ở lễ hội là có 2 ngày này. Bọn em có chơi hết 2 ngày không hay là chiều nay là mình sẽ đi chỗ khác hả em? Bọn em có chơi hết 2 ngày đây luôn ạ. À, chơi ác nhỉ? Yeah. Đấy, chương trình lễ hội người ta có 2 ngày mà. Nên là cứ tận dụng những cái dịp lễ hội này để đi chơi nhỉ? Thế em có người yêu chưa? Em chưa. Đấy. Chưa có yêu thì hy vọng rằng dịp lễ hội như này là sẽ kiếm cho mình được một chàng trai cực kỳ là lý tưởng nhá. Vâng vâng, anh nghe nói là con trai trên này cũng rất là hiền lành này, đẹp trai này, đó và dễ mến nữa. Hy vọng là em sẽ kiếm cho mình được một chàng trai như ý nhá. Dạ vâng, em cảm ơn. Và chúc em nhiều sức khỏe này, chúc em học tập tốt này và sau này là có một cái tiệm cửa hàng, một cái spa riêng ngày càng phát triển và ngày càng nổi tiếng nhá. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chào em nhá. Vâng, em chào anh. Đó, vừa nãy là mình có phỏng vấn nói chuyện với một hai bạn nữ cực kỳ là xinh nhất ở khu vực này các bạn ạ. Và hiện tại lúc này thì đang có rất là nhiều các bạn nữ khác đến đây đi chơi chụp ảnh tại khu vực này các bạn này. Đây là một cái khu vực cực kỳ là hay, cực kỳ là đẹp. Thu hút rất là nhiều khách đến đây đi chơi chụp ảnh các bạn nhá. Và hiện tại lúc này đang là lúc gần 1:30 rồi các bạn ạ. Đó. Mọi người đến đây đi chơi rất là nhiều. Rồi, chương trình buổi chiều là sẽ có cuộc thi bắt cá các bạn này. Có cuộc thi bắt cá.
ở khu vực suối bạn nhá. Đó. Ở đây là mình thấy có một cô gái rất là xinh bạn này. Em ơi đi vội vàng thế em ơi, anh hỏi một chút. Đấy các bạn ạ, à, cô gái đây là trang phục của người dân tộc Lào bạn nhá. Đó. Những cô gái người dân tộc Lào có vẻ là khá là e thẹn các bạn ạ. Không như những cô gái dân tộc Mông thì họ rất là mạnh dạn luôn. Còn những cô gái dân tộc Lào thì có vẻ là hơi e thẹn các bạn nhá. Đó, và khu vực này là người ta có những quán ăn này, những gian hàng ăn thì là lúc trước mình quay rồi. Còn khu cuối này này thì là người ta có những có cho thuê những trang phục để đi chụp ảnh như các bạn này, như trang phục của người Thái các bạn nhá. Đó, rồi là một số dân tộc khác thì mọi người sẽ thuê này các bạn này. Đó, và bây giờ là họ sẽ mang vào trong khu kia để đi thay quần áo này và đi chụp ảnh các bạn ạ. Em là chủ shop ở đây à? À, chắc là đông khách đúng không nhỉ? Yeah. Hôm nay là đông tha hồ mà cho thuê. Đó. Em là người đây luôn à? Vâng ạ. Ừ, là người đây luôn. Đấy các bạn, đây là những cái gian hàng mà người ta cho khách thuê quần áo để đi chụp ảnh các bạn ạ. Đó. Sau khi mà thuê quần áo xong thì mọi người sẽ đi chụp ảnh ở tại cái còn nước này các bạn nhá. Còn nước này lúc trước thì mình quay cho bạn xem rồi, từ lúc mình đi ở trên cái bờ ruộng kìa. Rồi là đi xuống con đường này. Đó, và bây giờ hiện tại giờ mình đang ở dưới suối luôn các bạn nhá. Đây các bạn này, suối này. Giày đây. Đó. Giày thì cũng phải lội suối các bạn ạ. Hy sinh vì nghệ thuật. Các bạn thấy chưa? Ở đây thì rất là đẹp luôn. Cảnh tuyệt vời các bạn ạ. Là một cái khu vực mà người ta đến đây chụp ảnh rất là nhiều. Đó, các thiếu nữ này, rồi là rất là nhiều tầng lớp, lứa tuổi người ta đến đây người ta đi chơi chụp ảnh. Con gái Thái trên này xinh lắm các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Một cái cảnh tượng hiếm có ở Tây Bắc. Cái này là mình cũng nghe nói rồi nhưng mà chưa bao giờ có dịp đến đây giờ, và hôm nay là mình lần đầu tiên mình đến đây mình quay video cho bạn xem cái khu vực này, lễ hội xòe chiêng của đồng bào người Thái ấy, người dân tộc Lự, dân tộc Lào nữa. Đó, mọi người đến đây đi chơi chụp ảnh. Đó bạn ạ, tuyệt vời chưa? Và có những cái còn nước còn kìa. Còn nước rất là to. Là một cái điểm mấu chốt ở khu vực này các bạn nhé. Đó, chỗ này là có một cô gái Thái rất là xinh này đang được phỏng vấn. Đó. Một cô gái Lào mặc trang phục của người Thái để đi chụp ảnh các bạn này. Đấy. Một cô gái người Lào mặc trang phục của người Thái qua lại để đi chụp ảnh. Mỗi lần một bao tiền một bộ thuê hả chị? 30.000 một bộ. 30.000 một bộ. Đó, giá cũng rất là rẻ thôi. Mọi người đến đây để đi thuê để chụp ảnh qua lại ở khu vực này. Đó. Một bạn nữ rất là xinh luôn. Đó, và bây giờ các cô gái của chúng ta là sẽ đi chụp ảnh các bạn này. Đó, các cô gái đây là các cô gái người Lào các bạn nhé. Đó, và họ mặc trang phục của họ. Đây, hai cô kia là người Lào mặc trang phục của họ và đi chơi chụp ảnh. Còn đây là cô gái người cũng là người Lào luôn nhưng mà mặc trang phục của người Thái để đi chụp ảnh. Bạn thấy là con gái trên này xinh chưa?
tuyệt vời các bạn ạ. Rất là nhiều cô gái đẹp ở khu vực này. Các bạn đến đây có mà xem cả ngày không hết được. Đó. Đến đây mà chơi cả ngày cũng không chán các bạn nhá. Bạn nào mà thích ngắm các cô gái đẹp thì hãy lên trên này. Và cái dịp lễ hội các bạn ạ. Rất là nhiều các mỹ nữ vùng cao đến đây để đi chơi chụp ảnh, đến đây để khoe sắc. Không những bạn nam, không những con trai mà cả con gái nữa. À không những con gái mà cả con trai. Rất là nhiều bạn ạ. Đó. Toàn các mỹ nữ vùng cao Tây Bắc. Còn đấy nhỉ? Đó, người ta chụp ảnh rất là nhiều luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến dần dần về khu đường này. Tiến dần về khu đường này là cái khu ven suối này. Ở trên này là khu ăn uống thì lúc trước quay rồi thì không quay nữa quán nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi dần dần về phía mà người ta tổ chức trò chơi bắt cá. Ở đây có cả thuyền các bạn ơi. Đó các bạn thấy chưa? Một bầu không khí rất là tuyệt vời tại bản Bo thuộc Tam Đường Lai Châu các bạn nhá. Đó. Mọi người đến đây chụp ảnh rất là nhiều. Không những ở trên bờ mà còn ở dưới suối các bạn ạ. Và bây giờ mình đang ở trên một con mảng. Mọi người sẽ đi mảng đi chơi các bạn này. Ôi mảng thì mình không đi nữa các bạn nhá. Mình đứng ở đây một chút cho các bạn xem thôi. Sau đó là chúng ta sẽ đi ra nhiều khu vực khác các bạn ạ. Đấy, tuyệt vời chưa? Bầu không khí lễ hội rất là tuyệt vời. Ở chỗ này là có các bạn nữ đến đây chụp ảnh rất là nhiều này. Toàn các mỹ nữ thôi. Đó, chào em gái nhá. Anh thấy em ở đây rất là xinh, rất là nổi trội luôn. Thế này em có phải là người Thái không? Em không ạ. Không phải người Thái à? Nhưng mà mặc trang phục của người Thái nhỉ. Thế là nhiều các bạn cứ nhầm tưởng người Thái. Đang đi chơi chụp ảnh các bạn này. Thôi để các bạn ấy chụp ảnh các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên đường. Đến khu vực khác các bạn ạ. Khu vực này là quay cũng khá là kỹ rồi. Đó mảng các bạn này, mảng đi thuyền, mảng đi mảng này. Mọi người sẽ lên mảng để đi chơi. Đấy. Rất nhiều các bạn đi mảng ra giữa dòng suối này. Suối đây nó cũng lông các bạn ạ, không ngập đầu đâu. Nên là mọi người đến đây chơi rất là nhiều luôn. Và đây nó là một cái sân để chụp ảnh các bạn này. Đó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các thiếu nữ của chúng ta đang chụp ảnh. Chào các em nhá. Em có phải người Thái không? Có phải người Thái không? À, coi như là người Thái đấy nhờ đấy. Mà cái trang phục này rất là đẹp luôn. Thế là bọn em ở đâu đến hả em? Em ở trong miền Nam thôi. Trong miền Nam à? Ôi, xa nhở, xong rồi ra ngoài này chơi. Có bạn này ở Lai Châu thôi. À, có bạn ở Lai Châu mà sang bên này hai bạn đi chơi. À. Thế em thấy ở ngoài Bắc có khác miền Nam nhiều không? Dạ. Em thấy ở ngoài Bắc khác ở miền Nam nhiều không? Khác nhiều nhỉ. Trên ngoài Bắc thì là có nhiều khu vui chơi, nhiều khu du lịch. Thế là chụp ảnh xong chưa? À, vẫn đang chụp tiếp à? Đó. Mọi người vẫn đang đây, chỗ này là một cái sân để chụp ảnh các bạn này. Là một cái sân mọi người đến để chụp ảnh. Và ở đây có một cái cây, người ta gắn những cái rẻ, cái tấm vải đỏ đỏ. Vải đỏ đỏ ở đây này. Đó. Rồi là mọi người đến đây đi chơi. Các cô là người Mông. Đứng gần sát vào nhau đi. Bỏ ra
Chào hai em nhá. À, bọn em ở từ đâu đến hả em? Em ở trên Tam Đường. Tam Đường xuống, thế bạn nữ này cũng ở trên đấy luôn à? À, hai bạn rất là xinh luôn. Thế nào mình có bằng tuổi nhau không? Bằng tuổi ạ. Bằng tuổi nhau, năm nay là 19 hay là 20? Hôm nay em 14 ạ. 14 tuổi thôi á? Trời ơi, 14 tuổi mà trông như kiểu 18, 19 vậy. Rất là chững chạc luôn. Thế là đang đi học, còn đi học không em? À, đang đi học. Bạn này cũng thế luôn à? À, cao nhỉ, bạn này cao như kiểu người mẫu nhỉ. Em cao 1m, chắc gần 1m6 đúng không? Chắc 65 luôn. Đấy, sợ chưa các bạn ơi? Bạn này cao 1m65. Thế là em cũng năm bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. Là đi chơi, lễ hội. Đấy, em quay đi một tí nào. Quay đi. Đấy. Quay giờ sáng này, đấy. 15 tuổi. Đấy, con gái trên vùng cao, rất là cao con ạ. Người cao như kiểu người mẫu luôn. Đấy, khu này là khu trung tâm. Khu trung tâm này để mọi người đi chơi này. Em ơi, tranh hỏi một chút, em tên là gì? Tên là Yến luôn à? À, một cô gái tên là Yến, 15 tuổi. Đó. Các bạn thấy là con gái vùng cao xinh chưa? Xinh hết cỡ luôn các bạn ạ. Đây là nhóm của mình. Cho anh xin cảnh là kiểu ảnh là kéo vợ nhá. Ôi, không hình như chỉ nắm tay thôi nè. Đây, có bạn nữ rất là xinh rồi đang... Đứng ra, các bạn, chụp ảnh ở đây các bạn này. À, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nào, nhờ tí. Thứ nhất là tán gái thứ hai giống như. Rất là nhiều các bạn nữ sinh các bạn ạ, tha hồ lên đây mà bắt nhá. Tha hồ mà làm quen. Đấy, lên đây rủ dai lên đây nhiều ạ. Em là con gái Thảo đâu đúng không? Tuyệt vời bạn ơi, đấy. Mỹ nữ trên này nhiều vô kể. Đây còn có các bạn người dân tộc Lào nữa các bạn này. Đó. Chào các em nhá. Đấy đang chuẩn bị chụp ảnh nha. Đây là một cái khu vực người ta chụp ảnh rất là nhiều các bạn này, đẹp tuyệt vời luôn. Đây cũng là một chỗ và cái chỗ lúc đầu cũng là một chỗ nhá, hai cái chỗ chuyên để chụp ảnh. Tuyệt vời bạn ạ, đấy bạn thấy là vùng cao cực kỳ là hay, cực kỳ là hấp dẫn. Có sức hút rất là mạnh để mọi người đến đây đi chơi bạn này. Thế bây giờ là chúng ta sẽ di chuyển sang chỗ khác các bạn nhá. Khu vực này là dành một thời lượng là khá là nhiều. Nhưng mà bởi vì nó hay quá các bạn ạ. Nó hay quá, nó hấp dẫn quá nên là không thể đi được. Phải ở khu vực này một lúc khá là lâu để mọi người có thể cảm nhận được cái bầu không khí ở trên này. Rất là tuyệt vời. Mọi người này không những bơi mảng còn có rất là nhiều người thích tắm thì tắm luôn các bạn ạ. Đó, tắm luôn ở dưới suối này. Nước rất là sạch và rất là mát các bạn nhé. Đó. Khu này là tuyệt vời quá các bạn ạ. Các bạn khi nào mà các bạn lên trên này thì các bạn thấy mới cảm nhận được. Đó. Chào em nhá. Đó, một đàn nữ rất là xinh luôn. Em từ đâu đến hả em? Dạ. Em từ đâu đến? Thị trấn ạ. Thị trấn đây này à? Thị trấn Tam Đường đúng không? Đúng ạ. À. Thế là em đến từ sáng hay là giờ mới đến thôi? Em vừa mới đến. Vừa mới đến thôi à? Để đi chơi đi kiếm nghỉ yêu nhỉ? À. Bây giờ chúng ta sẽ sang bên kia cầu nhá. Lúc trước đi như thế nào bây giờ về như thế đấy.
một cây cầu nhỏ nhỏ xinh xinh này, nhưng mà chứa đựng rất là nhiều tình cảm, rất là nhiều lòng hiếu khách của người dân ở đây, luôn luôn chào đón gọi mời mọi người đến đây để đi chơi này các bạn ạ. Đó, chào đón mọi người đến đây để đi chơi lễ hội vùng cao. Đó, khu này là các bạn thấy rất là nhiều những cái hàng quán mà người ta đang tập trung ăn uống các bạn ạ. Tuyệt vời các bạn ơi, đó. Bây giờ sau một lúc di chuyển thì mình đã gần sang bên kia cầu bạn ạ, cầu bằng tre các bạn nhá. Hai cái. Đó, mà chúng ta đã sang bên này bờ rồi. Đã sang bên này bờ rồi các bạn ạ. Sau một lúc di chuyển thì mình đã về những khu vực cầu sắt rồi các bạn ạ. Và mình muốn đưa mọi người sang bên này. Một cái nơi rất là hay, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đó là một cái khu vực cũng có còn nước này. Và rất là nhiều người đến đây chơi. Ở đây có cả vườn hoa các bạn này. Chúng ta đang đi trên cầu các bạn nhé. Đó, cầu đi trên cái ruộng luôn. Ở đây thì là có một cái cổng chào này. Và khi bước vào cổng chào ở bên trong này là có một cái sân chơi. Sân chơi ném còn này. Và có những cái chòi các bạn ạ. Có những cái chòi ngồi nghỉ ở đây các bạn này. Đó, như đây là một cái chòi. Một cái chòi đây là rất nhiều các bạn trẻ đang ngồi nghỉ đây các bạn nhé. Đó, ai mà bạn nào mà đến đây chơi thì các bạn có thể đến đây nghỉ ở khu vực này. Chòi này bằng lập bằng rơm các bạn ạ. Rất là mát luôn. Đó. Và ở đây thì có cả vườn hoa các bạn này. Vườn hoa rất là tuyệt vời bạn ạ, đẹp long lanh luôn. Đó, đến đây để chụp ảnh. Sau khi hết phân cảnh này là mình sẽ quay bắt cá cho bạn xem nhá. Chương trình trò chơi bắt cá này, trò chơi khá là hay các bạn ạ. Đó, lịch trình là như vậy. Bên này thì là cũng có một cái chòi nữa, là chòi cho thuê quần áo này, để đi chụp ảnh. Đây các bạn này, đấy trò này cũng cho thuê quần áo các bạn nhé, đẹp. Rất là nhiều quần áo của dân tộc ở trên này. Và trò của họ. Ở đây thì người ta làm những cái trò nó rất là đơn giản thôi, bằng rơm. Đó các bạn ạ, những cái trò bằng rơm này. Và ở đây thì người ta cũng phục vụ luôn là ăn uống ở đây các bạn này. Đó, như đây là một cái quán ăn. Chào các anh nhá. Quán đồ nướng các bạn ạ, nướng gà nướng này và một số loại khác như là cá nướng này. Đó, lửa rất là nóng luôn, nóng rực. Đó, các bạn thấy chưa? Món này là cá cá suối rồi này, người ta bắt được ở suối này xong là nướng cho khách ăn nhá. Đó, tuyệt vời các bạn ạ, trên này thì đồ rất là sạch luôn. Đó, bên này là cũng có rất là nhiều những cái chòi, những cái chòi nhỏ nhỏ này các bạn này. À, xin chào các bạn trẻ nhá. Đấy. Xin chào. Đấy. Thôi rồi anh không uống đâu em ơi. Đấy. Đây là các bạn nam bạn nữ là đang anh làm ly rượu á? À? Mà anh không làm được. Tối anh mới làm được cơ, bây giờ ban ngày anh không làm được. Thôi rồi, anh còn đang làm việc.
Thế nào bọn em tất cả là bạn bè quen nhau từ trước hay đến đây mới quen đấy? Quen nhau từ trước anh ạ. À, quen nhau từ trước xong rồi bây giờ hẹn nhau ra đây anh ạ. Hẹn nhau ra đây. Nó lại quen nữa. Ra đây là quen thêm một số bạn nữa nhỉ. Những bạn nữ đây là nổi trội nhất nè. Đấy. Một bạn nữ là bộ trắng bạch cô lương. Với mái tóc là khá là nhiều màu luôn. Đây ạ, bên kia có màu trắng anh ạ. À, màu trắng nổi bật nhất nhóm. Nổi bật nhất nhóm. Kênh Nắng Gió Vùng Cao. Dạ. Nắng Gió Vùng Cao. À. À, thôi chào các em nhá, cứ tự nhiên nhá. Thôi anh đi một chút. Thế xin chào nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ đi một vòng nữa xong là đi sang khu bắt cá bạn nhá. Đây cũng có nhiều cái chòi bạn này. Đó. Rất là nhiều điểm chòi để đi chơi các bạn ạ. Đó. Nghỉ trưa ở đây các bạn này. Nếu mà các bạn thấy mỏi chân hoặc là mệt thì các bạn có thể vào những cái chòi này nghỉ trưa. Còn ở đây nữa là một cái sân để chụp ảnh các bạn này. Đó. Một cái sân để chụp ảnh rất là tuyệt vời các bạn ạ. Bên này cũng là một cái chòi các bạn này. Đó. Rất là rộng, bên này cũng có một cái chòi nữa. Nói chung là đây là một cái sân khá là rộng, người ta tổ chức chơi trò chơi lắm còn ở bên này. Đây các bạn này, đó rất là nhiều các bạn người các bạn là người dân tộc nào. Nhìn đây này, nhìn kia, nhìn thợ ảnh này, thợ ảnh chuyên nghiệp này. Đó, mọi người đến đây ngồi nghỉ trưa ở đây. Đó, nghỉ trưa tại những cái trò như này các bạn ạ. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cái trò dưới này các bạn nhé. Xuống cái con nước dưới này này. Dưới này là cũng có một cái con nước để nhìn sang bên kia sân khấu các bạn này kìa. Cái sân khấu là nơi vào trung tâm tổ chức lễ hội. Những điệu múa rất là tuyệt vời thì mình đã ghi lại rồi và mình để ở cuối video các bạn nhé. Còn đây là chúng ta đang đi một vòng ở cái lễ hội này xem có những khu vực nào. Bên này có 2-4 chục cái con nước. Có tầm chục cái các bạn ạ. Và nước chảy liên tục suốt ngày suốt đêm. Đẹp các bạn ạ, ở đây đẹp lắm các bạn nhé. Các bạn phải lên trên này các bạn mới cảm nhận được nó đẹp như thế nào. Đây các bạn thấy kìa, đó những cái chòi ở trên cao. Ngồi ngắm những cái con nước. Lúc này thì mọi người đang di chuyển đến cái khu vực trò chơi bắt cá suối các bạn ạ, bắt cá thật luôn ấy, ở dưới suối. Thế mà đội thôn nào thắng, đội nào thắng. Đây này, cầu sang cái giải đất bên này. Còn bên này thì là mọi người đang tích cực di chuyển các bạn này. Đi cầu rất là đông. Và người ta giới hạn mỗi lần sang cầu tầm khoảng 20-30 người thôi. Đi thưa nhau ra các bạn ạ, vẫn có người canh gác nữa. Và chúng ta bây giờ sẽ tiến lên khu vực bắt cá, khu thượng nguồn các bạn ạ. Tuyệt vời các bạn ơi, các bạn thấy là bầu không khí đây rất là tuyệt vời luôn. Đó, vừa nãy là mình có phỏng vấn nói chuyện với 1-2 bạn nữ cực kỳ là xinh nhất ở khu vực này các bạn ạ. Sau một lúc di chuyển thì bây giờ mình tiếp tục tiến lên khu vực bắt cá các bạn nhé. Khu vực tổ chức trò chơi bắt cá. Trước đây thì mình đã quay rất nhiều các video ở các lễ hội thì là có rất nhiều các trò chơi. Nhưng mà chưa có một cái lễ hội nào mà có cái trò chơi bắt cá như ở lễ hội này các bạn ạ, lễ hội xòe chiêng của đồng bào người Thái, người Lào, người Lự ở bên Tam Đường. Đó, bây giờ chúng ta đang di chuyển đến khu vực bắt cá để xem người ta tổ chức trò chơi như thế nào các bạn. Đây là khu vực người ta đang tổ chức bắt cá các bạn này. Và chỗ này thì có một chú đã bắt được một con này.
cá chép nhở đấy. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời đấy, một con rồi. Quá tuyệt vời. Đã bắt được một con cá chép con này và chỗ dưới kia người ta đang bắt rất là nhiều con ạ. Đó các bạn ạ, người ta đang bắt cá mà nhá, một cái lễ hội rất là tuyệt vời trên vùng cao. Đấy. Quăng chài các bạn ạ. Và đây thì cực kỳ là nhiều người đang xem ở đây, đang bắt cá này các bạn này. Ai bắt trước thì là sẽ được gọi là giành chiến thắng. Đây chỗ này là có một anh bắt được một con này. Đây em xem nhà đi nào. Cá chép. Tuyệt vời. Đâu xem nào. Cá chép à chị? Chưa kịp xem, mở em xem nào. Đấy, chép rất là nhiều luôn. Ôi, bao nhiêu đây? Đấy các bạn nhìn giày của mình này. Đấy, lôi cả giày xuống nước các bạn nhá. Để phục vụ các bạn đấy. Quăng chài các bạn ạ, đó. Có cái anh áo xanh kia thì nào. Anh áo xanh kia là khả năng là bắt được nhiều nhất các bạn này. Quăng rất là rộng. Ở đây thì đông người lắm. Bắt ở trên thượng nguồn các bạn ạ, khu vực mà chụp ảnh ấy. Có bắt được con nào không? Quăng năm. Được 12 con rồi. Thế liệu bắt hết cả cá cái bản này rồi gì nữa? Đây, đây có một con nữa cả. À, chị kia là dùng cái dọ. Dùng cái vợt. Đấy các bạn thấy là lễ hội bắt cá rất là tuyệt vời các bạn ạ. Một bầu không khí rất là tuyệt vời tại bản Bo thuộc Tam Đường Lai Châu bạn nhá. Bây giờ là mình đang lội ra gần giữa suối bạn này. Đó như anh này không biết được con cá gì này, đang chưa được con gì. Đó các bạn thấy tuyệt vời chưa? Các bạn xem chương trình của mình, các bạn hãy chia sẻ các bạn nhá. Chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, Twitter, Instagram và một số mạng khác để mọi người cùng lan tỏa, biết được đến cái chương trình lễ hội ở Tam Đường để thu hút nhiều khách du lịch đến đây. Bà con ở đây luôn luôn chào đón tất cả các bạn nhé. Những cô gái ở đây cực kỳ xinh đẹp, luôn chào đón các bạn. Nào, lên, rồi, quăng một quả khá là mạnh. Mình đứng đây gần vớ vẩn là nó người ta quăng luôn, chụp luôn mình ấy. Các bạn ạ, đang bắt cá rất là tích cực luôn. Hết cá rồi sao nhờ, bắt mãi rồi. Cái này chơi khoảng bao nhiêu phút hả chú? Hết rồi. À, thế cá là như thế nào ạ? Cá tự nhiên luôn à? Đây là cá tự nhiên mà. À, cá suối mà. Cá suối. Đây chỗ kia nè. Ôi, đứng đây. Đấy các bạn ạ, chỗ kia có một anh đã bắt được một con rồi. Ở đây thì nó rất là dài các bạn ạ. Một quãng khá là dài dưới kia trên này. Và mọi người đến đây xem rất là nhiều nè các bạn này. Rất nhiều mà, nhiều cá. Kênh lắng gió vùng cao. Ờ. Đó, có khi là mình tiến lên khu trên kìa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lên khu trên nhá. Để xem trên đấy người ta bắt như nào. Đấy, hy sinh vì nghệ thuật này. Uầy, sâu quá. Mình lên khu trên này xem người ta bắt bằng
bằng cái đơm này, bằng cái vợt. Đó. Cô này người ta bắt bằng vợt các bạn ạ. Đấy. Những người này là không có cái chài thì người ta bắt bằng vợt. Cả khu trên kia người ta bắt được vợt, khu dưới là con chài, khu trên bắt vợt. Đây bạn ạ, một cái lễ hội rất là tuyệt vời ở trên vùng cao Tây Bắc. Trên này có một con cá to này, người ta đang tranh nhau bạn ạ. Bắt đây. Bắt cả người luôn. Đấy, xin gái là bắt luôn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới nhé các bạn nhé. Trên này không có mấy. Đó các bạn thấy chưa, một bầu không khí rất là tuyệt vời tại lễ hội năm nay, lễ hội xòe chiêng. Mọi người đang bắt cá rất là tích cực các bạn ạ. Và bây giờ là ban tổ chức đang yêu cầu là mà các đội sẽ mang cá lên để cân các bạn nhé. Đó. À, mình phải đang phải lội giữa dòng suối các bạn này để quay cho bạn xem cái viên lễ hội năm nay. Đây là toàn bộ khu vực bắt cá các bạn này. Đó, lúc này thì đã bắt xong rồi các bạn nhá. Thời gian đã kết thúc và mọi người sẽ đến khu vực ban tổ chức để cân cá này các bạn này. Xem đội nào được nhiều cá nhất là đội đấy sẽ chiến thắng các bạn nhá. Đó, toàn bộ khu vực bắt cá. Rất là tuyệt vời bạn ạ, một bầu không khí rất là tuyệt vời tại khu tổ chức bắt cá. Đó, các bạn thấy chỗ này có phải đến vài ngàn người ta đến đây người ta bắt cá bạn này. Rất là tuyệt vời bạn ạ. Bây giờ là các đội bắt cá là sẽ về khu vực ban tổ chức để cân cá xem đội nào nhiều nhất là đội sẽ chiến thắng các bạn ạ. Đó, bây giờ người ta đang yêu cầu là dừng hết bắt cá này để cân các bạn nhé. Tất cả cùng mang cá về cân rồi chúng ta cùng xem nào. Đó, chỗ này là chỗ ban tổ chức đang cân cá các bạn này. Để xem đội nào giành chiến thắng trong cái cuộc trò chơi bắt cá năm nay của lễ hội xòe chiêng. Đó, cho nên người ta đang cân nhá. Đông quá các bạn ạ. Bảo đi. Vui vẻ đâu. Nếu đội nào sau đây không mang về cá về cân thì chúng tôi sẽ chốt giải. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Được giải gì không hả chị? Giải gì à? Mấy cân cá đấy? 4 cân à? 3 cân. Đây là túi của chị đấy phải không? Vâng. À đây à? Chị cầm đấy. Chị không cầm đâu. À, đây là một đội được giải nhì này. Hơn 3 cân được giải nhì. Giải nhất chắc là phải được số lượng cân phải cao hơn. Tầm khoảng 4 cân hoặc 5 cân gì đó các bạn nhá. Nhưng mà đây là hơn 3 cân đã được giải nhì rồi các bạn ạ. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Các bạn chúng ta di chuyển từ vùng đất của tổ chức chơi để phân giải đấu ba và có nam nữ tất luôn nhá. Đó, trò chơi bắt cá đã kết thúc rồi nè.
đã có kết quả là đội nhất, đội nhì, đội ba rồi. Đó, các bạn vừa thấy được rồi nào. Hơn 3 cân, một đội có hơn 3 cân bắt được giải nhì thì giải nhất người ta sẽ cao hơn một chút. Các bạn ạ, đó và bây giờ mọi người sẽ tiếp tục di chuyển về trung tâm sân khấu các bạn nhé. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách, chúng ta sẽ cùng nhau theo chân đoàn rước chiêng trở về khu vực suối đã được sắp sẵn đài cúng để thực hiện nghi thức cúng rửa chiêng. Kính thưa quý vị, đối với người Thái nói riêng và rất nhiều dân tộc thiểu số nói chung, chiêng không chỉ đơn thuần là nhạc cụ mà đã trở thành âm thanh quen thuộc, gần gũi, gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Trong các ngày lễ, Tết, ngày vui của bản làng, dòng họ, gia đình đều không thể thiếu những âm thanh trầm bổng của tiếng trống, tiếng chiêng, hòa nhịp với tiếng chập chọe. Bởi vậy, những chiếc chiêng được chọn là những chiếc chiêng cổ có lịch sử gắn bó với dân bản và được làm từ đồng nguyên chất. Tiếng kêu khi đánh lên thường vang và ngân dài hơn. Đó, sau khi mà làm thủ tục ở sân khấu thì đoàn rửa chiêng sẽ khiêng chiêng trống này xuống suối các bạn ạ. Vừa đấy là mình ghi một đoạn phân cảnh từ chỗ sân khấu đến khu vực này rồi và người ta đang xuống suối các bạn nhé. Đó, đoàn rửa chiêng này sẽ đi xuống suối các bạn này. Đây là một cái nghi lễ rất là hay của huyện của bản Bo các bạn ạ. Của cái mùa lễ hội năm nay các bạn nhé. Đằng sau là rất nhiều các bà các chị các cô là trong vai các diễn viên trên tay là cầm những cái bông sen này để đi ra suối các bạn này. Đó, đây là một cái nghi lễ rất là hay, rất là đặc biệt mà từ trước cái này là mình đã ghi hình cho các bạn xem thì đây là một cái chương trình hay nhất các bạn nhé. Đó, bây giờ người ta xuống suối thật các bạn ạ để rửa chiêng, rửa trống các bạn nhé, không phải là làm ở trên sân khấu nữa. Lúc trước thì người ta làm một cái nghi lễ nhỏ nhỏ xin phép ở trên sân khấu, sau đó là đoàn sẽ xuống suối các bạn này. Đó, đây là toàn bộ khu vực suối ở bản Bo các bạn nhé. Đó, một cái nghi lễ xòe chiêng rất là nổi tiếng, rất là tuyệt vời các bạn ạ, trong cái mùa lễ hội năm nay. Đó là các bà các chị nào chân đi hết giày màu đỏ này, gọi là đồng phục giày màu đỏ tất màu trắng, và những người đi sau thì là tay cầm hoa sen này. Đó,
Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra cái khu vực làm nên rửa chiêng nhá. Ở đây thì người ta bố trí luôn là một cái như kiểu một cái chòi, như một kiểu là một cái chòi đi, cách mặt nước tầm khoảng 5-60 phân. Sau đó người ta sẽ khiêng trống lên trên này, khiêng trống, khiêng chiêng lên để làm lễ rửa các bạn ạ. Đó, đây là một cái chương trình rất là hay, rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời trong cái mùa lễ hội của lễ hội xòe chiêng ở bản Bo các bạn nhé, thuộc Tam Đường Lai Châu các bạn ạ. Đó, các bạn các cô đã đang chuyển xôi này, xôi bánh này và hoa, còn xếp đằng sau là những người cầm hoa sen các bạn này. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cho nên là thầy cúng thầy mò đang sắp lễ. Minh ơi, em chờ tay về bên tí cho hỏi gì vậy ảnh Minh nhé. Đó, sắp xôi gà, sắp lễ ở cái khu vực làm lễ rửa chiêng các bạn này. Đó. Đó, đây là tất cả những người trong đội lễ rửa chiêng các bạn này. Một bầu không khí lễ hội rất là tuyệt vời, rất là hay và rất là hấp dẫn ở xã Bản Bo các bạn ạ. Ở đây thì các bạn thấy là khung cảnh rất là tuyệt vời các bạn này. Đằng kia là con cầu treo các bạn ạ. Đó, cầu treo đi sang bên kia một cái tràn ruộng, và bên kia cũng có rất nhiều các cọn nước các bạn nhé. Đó. Sau khi mà quay một vài cái phân cảnh làm lễ các bạn này xong, chúng ta sẽ đi lần lượt các bạn ạ, lần lượt các khu vực ở lễ hội xòe chiêng năm nay các bạn nhé. Đó, đây là một cái phân cảnh làm lễ rửa chiêng từ lúc xuất phát ở sân khấu này đến cái khu ngoài này các bạn này, ra đến bờ suối luôn, thực tế là đang ở bờ suối các bạn nhé. Nó sau một khoảng thời gian sắp lễ thì là thầy mo bắt đầu làm lễ cúng các bạn ạ. Đó, sau một lúc làm lễ cúng thì thầy chị mo bây giờ đang làm cái lễ rửa trống, rửa chiêng các bạn nhá. Đó, lấy nước từ bên dưới kìa, từ dưới cái máng kìa. Đó, thầy đang rửa trống các bạn này. Nước được lấy từ dưới suối và cho vào trong một cái máng kìa. Đó, các bạn thấy chưa? Và rửa chiêng, rửa trống. Ở đây thì không gian rất là chật hẹp các bạn ạ. Ở gần mép suối đây các bạn này, không thể lội lên được, rất là trơn trượt. Nên là và rất là nhiều anh em đến đây để quay phim chụp ảnh. Nên là không có một góc cạnh nào có thể tốt hơn được. Góc cạnh này là tốt nhất được các bạn nhé. Góc nhìn này là tốt nhất để cho các bạn có thể quan sát được cái nghi thức ở đây như thế nào. Rất là hay, rất là lạ của người Thái các bạn ạ. Nhắc lại với các bạn là sau mà kết thúc cái phân cảnh này, mình sẽ đi một vòng quanh cái lễ hội này các bạn nhé. Rất nhiều khu vực rất là hay, rất là tuyệt vời. Các bạn đừng bỏ lỡ chương trình của mình nhé. Còn có rất nhiều hạng mục, rất nhiều chỗ nữa các bạn ạ. Các bạn thấy là còn nước đang quay à. Còn nước, gọi là còn nước đang quay à. Ở đây là còn một chỗ thôi, ở đây là một chỗ thôi, còn đằng kia còn mấy chỗ nữa cơ. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi lần lượt cái lễ hội này các bạn nhé. Lúc này thì các thầy đang gõ chiêng gõ trống một lúc để làm lễ các bạn ạ.
Đó là khiêng về trên kia đúng không? Mình ơi, mình ơi. Và bây giờ nó đang chuẩn bị tháo ra và khiêng về sân khấu các bạn nhé. Đó. Chương trình còn rất là dài. Đó, sau một lúc làm thủ tục làm lễ rửa chiêng ở dưới suối thì bây giờ các thầy mo này đang di chuyển về sân khấu các bạn nhé. Và đang khiêng trống về các bạn này, khiêng trống khiêng chiêng về. Đó, trống thì được đánh này, chiêng thì được gõ này các bạn này. Đó, một cái nghi lễ rất là hay, rất là đặc biệt của lễ hội xòe chiêng năm nay các bạn ạ. Đó, các bà các cô là đang di chuyển các bạn nhé. Đó, người thì cầm hoa, người thì cầm những cái ống đựng nước này. Và đằng sau là các cô nữa cũng đang di chuyển về sân khấu. Tiếp tục là các cô là cầm những bông hoa sen trên tay này. Đó các bạn ạ, để di chuyển về phía sân khấu các bạn nhé. Đó, lúc đi như thế nào thì lúc về như thế vậy. Đó các bạn, những bước chân rất là khẩn trương để về sân khấu. Và đường đi rất là gập ghềnh, toàn sỏi đá các bạn ạ. Đó các bạn thấy chưa, lễ hội năm nay ở bản Bo thuộc Tam Đường Lai Châu các bạn ạ. Sau một lúc di chuyển thì đoàn đang chuẩn bị về đến sân khấu rồi các bạn nhé. Đó. Đoàn đang chuẩn bị đến sân khấu rồi các bạn ạ. Thông báo trong khi tổ chức lễ cúng thần linh, xin được kính đề nghị các đồng chí phóng viên, báo đài, các đồng chí chủ fanpage, youtuber, chúng ta sẽ không di chuyển lên sân khấu để đảm bảo chương trình được diễn ra thành công. Khi về đến nơi tổ chức lễ hội, thầy Mo sẽ hướng dẫn cho đoàn rước chiêng, sắp xếp chiêng trống về vị trí làm lễ và cùng phụ thầy dâng các lễ vật lên nơi cúng thần linh. Các lễ vật dâng cúng thần linh gồm có lợn, xôi, hương hoa, tiền vàng và rượu. Sau khi mà đoàn về đến sân khấu thì là các lễ vật sẽ được dâng lên bàn cúng này để cúng các vị thần linh. Và thầy Mo là người chủ trì các bạn ạ. Đó, về đây thì thầy Mo sẽ có một bài cúng để cúng thần linh các bạn nhé. Với rất nhiều lễ vật như là xôi này, lợn này các bạn ạ. Đó, tôm can có lý đấy của ha, của cơ phá chết đẹp. Trên sắp mặt bao năm 2024 thành công rực rỡ.
báo các chủ xe 24C10512, 25A07781, 15C22770, 25A04911, 25A ra khỏi khu vực sân trường học. Để cùng chúc cho lễ hội xòe chiêng xã Bản Bo năm 2024 thành công rực rỡ. Xin một lần nữa trân trọng kính mời. Vậy là từ đó đến giờ mình đã đưa các bạn đi chơi một cái lễ hội rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt và cực kỳ là hấp dẫn ở Bản Bo các bạn ạ, thuộc Tam Đường, tỉnh Lai Châu các bạn nhé. Các bạn thấy được rồi là lễ hội ở đây rất là hay các bạn ạ, và cực kỳ là khác biệt so với lễ hội cầu tàu của người Mông các bạn nhé. Và chương trình của mình đến đây là kết thúc. Chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở một cái chương trình tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn yêu mến và đồng hành của mình trong suốt cái tập phim này. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các chương trình tiếp theo nhé. Rồi chào các bạn.
Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại.